Chào anh em ha. Hôm nay là ngày hôm nay là ngày sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 anh em ha. Đầu tiên mình xin gửi một cái lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em ha. Và tất cả mọi người ở trên cái quả cầu này. Thời buổi này thì anh em cũng biết rồi, chỉ có chút sức khỏe anh em ơi, có sức khỏe là có tất cả. Ai cũng sức khỏe, khỏe mạnh, gia đình thành viên còn đầy đủ là mình thấy nó hạnh phúc lắm rồi. Thì nhân cái dịp là bữa nay ngày Tết Tây. Ngày Tết Tây là ngày 1 tháng 1, ngày đầu năm của năm 2022 anh em ha. Mình sẽ gửi một cái bài về nước nuôi phần 4, một cái phần đặc biệt nhất. Nó đặc biệt nhất là cái phần này nó quan trọng. Cái phần này là cái cách mà mình sẽ chia sẻ với anh em, cái cách mà mình ốp một con gà trước khi mà mình đi thi á. Thì cái này là nó quan trọng hàng đầu. Tại vì nó sẽ quyết định được là thể lực và cái bo đá, cái bo của con gà nó sẽ tới đâu và nó có đạt được cái thời lượng binh, đủ cái lượng binh 100% trong cái cơ thể nó hay không. Thì hôm bữa giờ là mình có làm 3 phần rồi. Phần thứ nhất là thể lực, phần thứ hai là về thuốc, phần thứ ba là về dinh dưỡng, và phần thứ tư nó còn khoảng 2-3 phần nữa mới hết anh em, mà nó còn nhiều việc mà mình nhiều cái mà mình còn chia sẻ với anh em nữa. Nhưng mà bữa nay là nhân cái ngày là ngày đầu năm ấy, cho nên là mình sẽ dành riêng cái bài này để mình nói như cái phần giống như cái phần là phần cuối vậy đó, nhưng mà mình làm lên cho nó lên lại cái mình nói với anh em trước. Tại vì cái cách này là cũng cái này là mình thấy hầu như là không có ai chia sẻ trên mạng ha, người ta giữ, người ta làm cái giống như bí kíp võ công á. Thì cái anh em cứ nghe hai cái từ là ốp một con gà mấy cái ngày cuối là nó như thế nào. Thì thường ở đây á, mình nuôi thì mình đã từng nói với anh em là mình nuôi trong vòng khoảng chừng 4-5 tuần để mình luyện tập cái thể lực, để mình luyện tập cái thể lực cho nó, để nó có một cái nền tảng thể lực dồi dào ha. Thì lúc đó thì nó mới người ta đối, nó gặp đối thủ thì nó mới, thứ nhất là con gà, một con gà đủ binh là một con gà nó tải cựa được anh em ha. Và nó đá ở cái bo rất là lớn thì nó phải đâm lúc cái cày thì nó mới ăn. Nó mới thắng người ta được, chứ còn nó mà chơi ở ngoài da không là bây giờ mình thấy là không có thắng được người ta. Bởi vậy anh em thấy gà của mình nhiều mình up lên cho anh em coi ở bên Zalo mình đi chơi, anh em thấy mức độ mà tải của nó là kinh khủng lắm. Thì khi mà một con gà nó tải được á, nó tải được thì lúc đó thì nó mới có sức để nó chơi lại người ta, và nó mới có được cái phần thắng ở trong một cái cuộc đi thi anh em ha. Chứ còn nếu mà nó tải không được theo mình quan trọng á, thì nếu mà nó không đủ binh và nó tải không được thì nó không có cửa nào, mà khi mà nó bị dính một cái là nó không có cửa nào mà nó để thắng đối thủ của nó hết trơn. Ốp đá thì thường ở đây mình sẽ ốp đá trong vòng 3-4 ngày trong cái tuần cuối cùng, khi mà cái lần mình tập thể dục, cái lần mà mình sổ nó lần cuối cùng thì mình đã biết được là nó đã chuẩn bị, nó đủ thể lực rồi, nó đạt được khoảng chừng 90% rồi. Nó đạt được 90%. Còn 10% còn lại là mình sẽ cho nó ốp nó, mình cho nó nghỉ ngơi. Thì trong 3 ngày cuối cùng thường ở đây mình ốp thì mình sẽ ốp bội con gà. Hoặc là anh em bỏ vô một cái lồng, một cái chuồng. Một cái chuồng nhỏ thôi, 1 mét thôi, và anh em đừng có cho nó bay nhảy gì hết trơn. Tức là tại sao mình phải có được cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn ốp đó,
nó có cái tác dụng gì. Cái thứ nhất á, cái tác dụng của cái việc ốp 3 ngày á, là nó sẽ, mình sẽ cho con gà nó thư giãn một cách tuyệt đối nhất. Nó thư giãn. Thứ hai là để cho nó xả cơ anh em. Tại vì cái cơ của nó mình tập mỗi ngày nó bị căng cứng, cho nên mình phải cần có cái thời gian để nó xả cơ. Và cái thứ ba là nó cần có thời gian để nó giữ năng lượng trong cơ thể của nó. Nó giữ năng lượng trong cơ thể của nó một cách tốt nhất. Nó giữ được cái năng lượng mà mình hàng ngày mình cho thuốc này, mình cho dinh dưỡng này, mình tập thể lực này, thì nó có năng lượng, giống như nó có sức á. Thì mình phải trong 3 ngày đó mình ốp nó để mình giữ được cái năng lượng đó, giữ được cái năng lượng trong cơ thể đó. Và nó còn, khi đó mình, ví dụ khi mà mấy em cầm mấy em đi thi thì nó vẫn đủ cái năng lượng đó, nó vẫn đủ 100% năng lượng đó. Thì cái tâm lý của con gà, tại sao mình phải cho nó thư giãn trong vòng 3 ngày đó. Mình nói về cái phần thứ nhất trước, cái tâm lý, cái tâm sinh lý của con gà nó cực kỳ quan trọng. Mình nói ví dụ như anh em, một con gà nó bị stress, anh em nhốt trong cái chuồng nhỏ, nó chật chội, nó tối tăm, nó bực bội, nó bị stress quá nhiều, thì con gà đó nó sẽ không bao giờ, nó không bao giờ nó chơi ở một cái tâm lý thoải mái. Và khi mà cái tâm lý nó không có thoải mái á, thì con gà nó sẽ rất là dễ bị bệnh. Thứ nhất là nó bị bệnh, thứ hai là nó không có vui vẻ trong đầu nó, là nó chơi không có được anh em. Nó không bao giờ mà anh em sổ mà nó, anh em cảm giác mà nó đủ pin được hết trơn. Thì anh em phải nhốt trong một cái bội, anh em nhốt trong một cái bội 3 ngày mà anh em không có cho nhảy, chứ anh không cho nhảy nhót hết trơn. Tất nhiên là mình vẫn cho ăn uống bình thường, mình vẫn cho ăn uống bình thường, mình không có tập thể lực cho nó thôi. Thì thường á, nếu mà mấy anh em muốn cho nó không có bị stress á, thì anh em phải tìm những cái gì mà để làm cho nó vui. Cái con gà, những cái mà làm vui là những cái mà anh em để làm cho nó giảm stress và nó vui vẻ trong cái đầu óc của nó, là anh em nhốt nó, anh em bỏ nó, bỏ rơm vô trong cái bội đó, hoặc là anh em bỏ rơm vô trong cái chuồng đó, hoặc là lá cây, thì nó đứng nó bươi không à. Nó đứng nó bươi và nó mổ và nó tục, nó mổ nó tục, nó đứng nó bươi. Có nghĩa là lúc đó là giống như cái đó là cái thứ mà để giải trí vậy. Nó giống như mình vậy. Ví dụ á, mình buồn quá thì mình đi, mình tìm bạn bè mình nhậu để mình nói chuyện cho vui. Rồi xong mình buồn quá thì mình đi, có người thì thích hát karaoke thì đi thích karaoke. Còn có những người thì thích đi massage, đi massage. Thì con gà trong 3 ngày cuối cùng anh em ốp, anh em cũng giữ cái tâm lý nó như vậy. Để mình ra đây mình quay cái chỗ mà thư giãn cho gà cho anh em xem. Anh em cứ làm đơn giản thôi, không có gì là, nó không có gì là phức tạp hết. Giống như cái chuồng này nè. Đó, mình bỏ rơm vô đây, mình bỏ rơm vô đây, là mình để cho con gà nó thư giãn nè, cho nó xả stress nè. Thì khi mà nó vô đây á, khi mà nó vô đây á, thì có rơm này nè, mấy anh em cứ quăng mấy cái hột lúa, hột bắp vô đây, thì vô đây nó bươi, nó móc. Thường là những con gà vô đây trong vòng có 2-3 tiếng đồng hồ là anh em thấy cái biểu hiện nó khác liền. Nó vui vẻ dữ lắm. Mà khi mà nó vui vẻ, nó không bị stress á, thì nó sẽ chơi ở cái bo nó tốt nhất anh em ha. Hoặc là lá cây. Lá cây thì anh em bỏ lá cây gì cũng được, lá mít hay là lá gì cũng được, nó sạch là được anh em ha. Đừng có để lá nó dơ quá, nó sạch là được. Ở mình thì lá mít rất là nhiều, tại mít nó rụng này mà lá nó sạch lắm anh em. Đó, mình gom gom lại mấy cái gốc đó, xong bắt đầu cái mình lấy cái bội á, mình lấy cái bội mình ốp ngay chỗ đó, là nó vô đó nó bươi, nó móc, là con gà nó vui đó. Mà khi mà con gà nó vui là anh em thấy nó chơi, cái cách nó chơi khác liền, nó không có bị tụ túng anh em ha. Đó là cái cách thư giãn trong 3 ngày cuối cùng là mình thường mình làm vậy. Và cái thứ hai là cái chế độ dinh dưỡng. Cái chế độ dinh dưỡng thì nó có một cái loại đồ ăn mà nó giữ năng lượng được nhiều cho con gà nhất, đó là bắp. Trong 3 ngày cuối cùng đó là bắp là quan trọng nhất anh em ha. Thì thường là mình sẽ cho con gà, mình sẽ cho con gà ăn trong 3 ngày đó là cái lượng bắp nó khoảng chừng 50%,
còn 50% còn lại là ngũ cốc. Mặc dù là ở trong ngũ cốc loại nào cũng vậy, nó đã trộn bắp rồi, nhưng mà mình trộn thêm vô nó 50% nữa, nó giữ cực kỳ nhiều, nó giữ năng lượng cực kỳ nhiều. Cái đó là cái thức ăn tốt nhất để ốp. Đó là vấn đề về dinh dưỡng. Mấy anh em cứ cho nó ăn bình thường, mấy anh em cứ cho nó ăn bình thường, nhưng mà mấy anh em mới tăng cái lượng bắp lên, trong đó mấy anh em tăng cái lượng bắp lên, bỏ vô đó bắp thêm 50% nữa cho nó ăn. Rồi trước cái ngày mà mấy anh em đi đá một ngày, trước cái ngày mà anh em cầm đi chơi một ngày á, buổi chiều trước một ngày đó, ví dụ như chủ nhật mấy anh em tính chủ nhật là mấy anh em cầm đây đi, thì chiều thứ bảy anh em chỉ cho con gà ăn còn lại 50% khẩu phần. Có nghĩa là anh em đừng có cho nó ăn đủ, cho nó ăn đủ no, anh em đừng có sợ nó mất sức nha. Anh em cứ làm thử đi. Ví dụ anh em không có tin cái những cái gì mà mình chia sẻ thì anh em cứ làm thử. Mấy anh em làm thử xong cái mấy anh em qua ngày mai mấy anh em xổ nó thử. Mấy anh em coi thử nó chơi sao là mấy anh em biết liền, mấy anh em biết được cái hiệu quả của nó như thế nào liền. Trước một ngày, ví dụ chiều thứ bảy đó, mình cho ăn 50% còn lại, mình giữ con gà ở trong một cái trạng thái đói. Rồi buổi sáng là mấy anh em cứ tắm nắng nó bình thường. Rồi mấy anh em quăng vô khoảng chừng từ 5 tới 10 cái hột bắp thôi. Hột bắp mà nhỏ anh em, hột bắp mà nó xay ra nhỏ nhuyễn á. Hoặc là mấy anh em cho ăn lúa, mấy anh em cho ăn lúa thì mấy anh em cũng cho ăn từ 5 tới 10 hột thôi. Mình nhắc lại anh em nha, từ 5 tới 10 hột nha. Một con gà nó chơi ở một cái bo tốt nhất là một con gà nó đói. Còn khi mà nó no, khi mà mấy anh em để cho nó no là thường á, là nó sẽ làm biếng, nó sẽ buồn ngủ, nó như mình vậy đó. Ăn no vậy là buồn ngủ, anh em để ý gà của anh em đi. Buổi sáng mà anh em cho nó ăn no xong, mấy anh em bỏ trong nó vô chuồng, nó không thèm chạy đâu, nó chạy có mấy vòng mà, xong nó đứng yên thôi, đứng không nhảy, nó cày ngủ thôi. Đó thì con gà nó vậy. Anh em cứ để ý, mình chia sẻ rồi anh em cứ để ý con gà của mình như thế nào là anh em biết liền. Thì khi mà nó no á, là nó chơi không có được, cho nên là anh em phải bắt buộc là anh em phải cho nó nhịn đói. Buổi sáng á, buổi sáng sớm anh em tắm cho xong, anh em quăng vô 5-10 hột lúa hoặc là bắp cũng được. Bắp là tốt nhất, 5-10 hột bắp vô cho nó ăn. Tại vì khi á, lẽ ra đúng ra thì anh em phải suy nghĩ rằng đúng ra là ổng nói cho nó đói thì sáng là phải cho nó đói luôn chứ không, nó càng đói chừng nào thì nó càng hăng đấy, là nó càng chơi ở một cái thể trạng tốt đấy. Nhưng mà không phải, mình cho nó đói mà cái dạng vừa phải. Tại sao buổi sáng mình phải quăng mấy cái hộp đó vô cho nó ăn, là tại vì mình phải cho cái dạ dày của nó hoạt động anh em. Tại vì một đêm rồi, nó hoạt động một đêm rồi, nó hết cái thức ăn cũ rồi, mình đã cho ăn ít lại 50% từ trước một ngày rồi, xong rồi, xong với buổi sáng mình cho ăn ít để cho cái dạ dày nó hoạt động. Khi mà cái dạ dày nó làm việc, nó hoạt động thì con gà nó sẽ tỉnh táo. Nó ngồi đó. Còn anh em khi mà mấy anh em bỏ nó đói luôn, bỏ mấy anh em buổi sáng đó mà mấy anh em mình mà không có cho ăn, nó đói luôn, nó đói luôn thì nó giống như nó bị xuống sức vậy nè. Thì con gà giống như mà mình nhịn đói mà nó bị quá giờ anh em, giống như cơ thể của người mà mình nhịn đói bị quá giờ thì mình sẽ bị xuống sức, thì con gà nó cũng y vậy đó. Đó, buổi sáng anh em cho ăn đó, và mấy anh em và mình giữ từ buổi sáng cho tới buổi trưa luôn, cho tới 12 giờ thì nó vẫn trong cái thời gian mà một buổi đó, là bảo đảm với anh em luôn, mấy anh em đem ra đi thi đó, là lúc nào nó cũng đạt một cái thể trạng tốt nhất hết, và nó rất là lăng xăng con gà đó. Ví dụ 12 giờ mấy anh em chơi chưa được thì mấy anh em quăng tiếp cho nó 5 hột bắp, quăng vô đó rồi xong là mấy anh em có thể chơi trong vòng 3 tiếng tới nữa đó. Tức là mình sẽ cho cái dạ dày của nó hoạt động, nó hết đồ ăn 5-6 tiếng, nó hết đồ ăn rồi, bắt đầu mình cho nó vài hột cho cái dạ dày của nó hoạt động lên thì nó cái mức độ tỉnh táo của nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cái này là quan trọng anh em ha. Nhiều anh em hỏi mình cái vụ mà cắt nước á, cho con gà có nên cần cắt hay không. Thì thường á, là những cái ngày mà chưa đi á, chưa cầm nó đi á, thì mình không có cắt nước, mình vẫn cho nó uống đầy đủ nước anh em ha. Nhưng mà điều có một cái là khi một con gà trong trận đấu á, là anh em không có cần không có cần nước nhiều.
Nó tùy theo cái sân cho anh em chơi á, nó tùy theo cái sân chơi đó. Anh em cứ bỏ sáng, anh em cứ cho nó uống một chút xíu nước thôi, cho nó ăn xong cho nó uống một chút xíu nước thôi. Rồi khi nào đi chơi mấy anh em chọn sân, ví dụ cái sân đó mà nó nắng quá phải không, thì trước khi đó anh em cho nó uống, rồi anh em phun vô nách nó cho làm cho nó ướt, chứ là mình làm mát cho con gà. Còn nếu mà cái trời này là khỏi cần nước luôn, chỉ cho nó uống một chút xíu thôi. Trước khi mình thả mình chỉ cho nó uống một chút xíu là được rồi, tại vì rất là lạnh. Trời này mà nó lạnh này, nhiều ông tôi thấy trời này nó lạnh mà mấy ông đi chơi mà mấy ông cứ, trời ơi, mấy ông lấy nước rồi mấy ông phun phèo, mới phun ướt hết con gà luôn, lạnh thấy bà luôn, mình chơi sao được. Giờ này nè, đi ra đây ngồi nè, giờ này là 6:30 sáng rồi, mình chưa có nắng là mà trời nó lạnh, trời ơi, ngồi mà nó muốn quéo cái giò luôn á. Rồi đi phun nước vô vậy rồi cái con gà, cái cơ thể nó đâu có chịu nổi đâu, nó lạnh thấy bà luôn, rồi sao nó chơi được. Cho nên cái quan trọng á là anh em nuôi gà nuôi á, mấy anh em nuôi nó, mấy anh em phải, mình phải hiểu, mình phải hiểu từ tâm sinh lý tập tính của nó, mình phải hiểu cái nhiệt độ cơ thể của nó, mình phải hiểu cái nhiệt độ môi trường nó như thế nào để mình để mình tìm cái cách đó nó hợp lý nhất anh em ha, để mình tìm cái cách nó hợp lý nhất để mình áp dụng đó. Nó là vậy, nó mới quan trọng. Còn mình thấy cái vấn đề ốp này là mấy anh em làm điều sai hết trơn á. Mình chơi bằng kiến thức, mình chơi bằng khoa học kỹ thuật, mình chơi bằng nó cái sự tính toán. Chứ mấy anh em chơi mà như cái kiểu là mấy anh em chơi hên xui là mấy anh em đừng có chơi. Mình khuyên mọi người là như vậy, chơi theo kiểu hên xui là đừng bao giờ chơi. Chơi là phải có sự hiểu biết. Mình chơi cái gì, một cái vấn đề, không phải riêng gì cái môn này mà môn nào cũng vậy, mình chơi một cái vấn đề đó là mình phải hiểu về hết tất cả những cái gì trong cái lĩnh vực đó, rồi xong mình mới đi ra cái xã hội để mình chơi thì mới lại người ta được. Còn mấy anh em không biết gì hết là mấy anh em chơi là chết luôn á. Nó nói mình nói thật sự. Còn cái vấn đề ốp gà là, còn cái ốp á, trong khi ốp mà một tuần cuối cùng ốp á, anh em sử dụng thuốc gì là tùy quyền của anh em ha. Tại vì trên thị trường nó bán rất là nhiều cái loại thuốc ốp để giữ năng lượng cho cái con gà của mình. Cái đó là mình không có xen vô ha. Mình đã nói từ cái bài thuốc từ hôm bữa rồi. Cái thuốc là mấy anh em tự lựa chọn, và mấy anh em tự lựa chọn chỗ nuôi, chỗ mua. Và mấy anh em tự biết cách xài như thế nào cho nó hiệu quả nhất, chứ mình không có xen vô cái chuyện mà thuốc đó. Đó, thì cái đó mọi người tự tìm hiểu ha. Mình chỉ chỉ cái cách cho anh em làm vậy thôi. Anh em không có tin những cái cách ốp của mình á, anh em cứ làm thử một con đi. Mấy anh em đừng có cầm đi chơi, mấy anh em thử con để nhà, xong rồi mấy anh em đem ra mấy anh em sổ thử. Chứ đừng có vội cầm đi chơi trước, sổ thử coi thử có nó có hiệu quả hay không. Chừng nào nó có hiệu quả rồi mình hãy làm nó để mình đi chơi, còn không có hiệu quả thì mình bỏ. Đó, vậy đó. cái con bông này nó đổ lông ra này. Nó đẹp. Nó đẹp như tranh luôn. Giờ nó đổ lông là nó mã lại anh em ha, mà nó ra tự nhiên cái có một con, hai con. Một con mình gửi cho Sài Gòn, còn một con mình đang giữ lại, nó đang đi lông, nó ra bông đẹp. Rồi cái bài này mình kết thúc ở đây anh em ha, 19 phút rồi, nói qua nói lại nhiều quá, dài quá. Rồi chúc toàn thể anh em một cái năm mới thật là tràn đầy nhiều sức khỏe ha. Và hạnh phúc bên gia đình. Chúc anh em một cái ngày đi chơi may mắn.